và bảo ngọc của Hồng Lâu Mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm. Âu Dương Phấn Cường bây giờ đã là người đàn ông ngoài 50 tuổi, không còn mang chút hình ảnh nào của chàng quý tử giả bảo ngọc năm nào. Ra đời cách đây 30 năm dựa trên nguyên tác của tác giả Tào Tuyết Cần, Hồng Lâu Mộng đã khiến cho nhiều người phải ôm trong lòng những nỗi buồn không có hồi kết. Đây là một bộ phim có tỷ lệ người xem phá vỡ kỷ lục thể loại phim truyền hình mọi thời đại lúc bấy giờ, trở thành tác phẩm truyền hình kinh điển của điện ảnh Trung Quốc mà khó có phiên bản nào có thể qua mặt. Ngay đến các diễn viên thể hiện các nhân vật trong phim cũng gây ấn tượng sâu sắc với người xem, đến nỗi họ trở thành đóng đinh trong tâm trí khán giả hâm mộ. Với fan hâm mộ của Hồng Lâu Mộng, vai diễn giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường là một phần của hồi ức tươi đẹp nhất về bộ phim. Hơn 2 thập kỷ qua đi, giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng xưa không còn là chàng trai trẻ với khuôn mặt Barbie nữa, mà đã trở thành người đàn ông ở tuổi ngoài 50. Ít ai biết rằng Âu Dương Phấn Cường là người cuối cùng gia nhập đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng. Khi toàn bộ quá trình đào tạo và phân vai đã được ekip Hồng Lâu Mộng chốt xong xuôi, thì lại phát sinh ra một vấn đề quan trọng, đó là chưa tìm được người đảm nhận vai giả Bảo Ngọc. Trên thực tế, trong quá trình diễn tập người đảm nhận vai giả Bảo Ngọc lại là hai nữ diễn viên Đông Phương Vân Anh, vai Thám Xuân và Trương Ngọc Bình. Ban đầu theo ý đồ của ekip thì để diễn viên nữ đảm nhận vai giả Bảo Ngọc để xứng đáng với nguyên tác là hình ảnh một cậu công tử với khuôn mặt Barbie. Trước đó các phiên bản Hồng Lâu Mộng do Hồng Kông sản xuất cũng đều là diễn viên nữ đảm nhận. Tuy nhiên theo đạo diễn Phương Phù Lâm, phải tìm được một diễn viên nam để đảm bảo đúng như nguyên tác. Trong lúc ban đầu tìm kiếm diễn viên, một nam diễn viên trong đoàn đã đề xuất cho Phương Phù Lâm nam diễn viên trẻ Âu Dương Phấn Cường. Với khuôn mặt búp bê, dáng người vừa phải, má tròn, Âu Dương Phấn Cường được cho là hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của cậu. Ngay lập tức, đạo diễn Phương Phù Lâm đã tìm đến Âu Dương Phấn Cường, tuy nhiên lúc này anh đang chuẩn bị gia nhập một đoàn phim khác. Đạo diễn Phương Phù Lâm đã tốn rất nhiều thời gian để rủ rê được Âu Dương Phấn Cường tới Bắc Kinh thử vai. Và chỉ cần thay trang phục và diễn thử vài đoạn, tất cả mọi người đều nhận ra rằng đây chính là giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Với khả năng diễn xuất đặc biệt cùng ngoại hình trời ban, không ai có thể phủ nhận rằng Âu Dương Phấn Cường là giả Bảo Ngọc kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Bí mật giấu kín suốt 25 năm, sau thành công của vai diễn giả Bảo Ngọc, con đường nghệ thuật của Âu Dương Phấn Cường cũng tên thang hơn. Anh trở thành ngôi sao được ái mộ nhiều nhất trên màn ảnh thời kỳ ấy. Vai diễn giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường trở thành kinh điển của màn ảnh Trung Quốc, tương tự như vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng. Sau vai diễn giả Bảo Ngọc, Âu Dương Phấn Cường nhận được sự săn đón của nhiều đạo diễn. Anh cũng tham gia quảng cáo và giảng dạy ở nhiều trường nghệ thuật về quá trình đóng phim và trở thành kinh điển trên màn ảnh. Tuy nhiên, cũng như nhiều vai diễn kinh điển khác, Âu Dương Phấn Cường đã chết với vai diễn giả Bảo Ngọc. Chia sẻ về điều này, Âu Dương Phấn Cường cho biết anh không lấy làm buồn chút nào vì chuyện này, vì với anh chẳng phải cuộc đời của mỗi diễn viên cũng chỉ đều mong có một vai diễn để đời hay sao. Sau nhiều năm loay hoay với các vai diễn, Âu Dương Phấn Cường quyết định chuyển sang làm đạo diễn. Anh hy vọng sẽ truyền tải được những kinh nghiệm của mình qua các bộ phim tự sản xuất thay vì dưới vai trò diễn viên. Từ năm 1989 đến nay, Âu Dương Phấn Cường đã thực hiện được hơn 50 bộ phim. Trong một lần gặp gỡ gần đây, vào năm 2013, Âu Dương Phấn Cường khiến cho mọi người ngỡ ngàng vì diện mạo của mình. Âu Dương Phấn Cường bây giờ đã là người đàn ông 50 tuổi, không còn mang chút hình ảnh nào của chàng quý tử giả Bảo Ngọc năm nào. Trong lần gặp gỡ này, Âu Dương Phấn Cường đã tiết lộ một bí mật mà anh giấu suốt 25 năm qua. Phấn Cường cho biết sau khi đóng thử vai giả Bảo Ngọc, Phương Phù Lâm đã quyết định trao vai diễn cho anh. Sau khi xem lại những cảnh quay, một trợ lý trường quay có chia sẻ rằng phần cằm của Phấn Cường khá ngắn nên lên hình sẽ bị hạn chế. Người này còn khuyên anh nên sửa cằm. Thời điểm đó Phấn Cường suy nghĩ khá nhiều và quyết định đi gặp bác sĩ thẩm mỹ. Sau khi được sự can thiệp của dao kéo, Âu Dương Phấn Cường có chiếc cằm khá đẹp và cực ăn hình. Phấn Cường cho biết anh cảm thấy mình là một người may mắn. Bởi với trình độ phẫu thuật thẩm mỹ ngày xưa mà chiếc cằm vẫn theo anh hơn 25 năm nay mà chưa từng gây hại cho sức khỏe. Tỏa sáng sau Hồng Lâu Mộng, sau khi thành công với Hồng Lâu Mộng, đồng thời tốt nghiệp đại học Thâm Quyến, Âu Dương Phấn Cường quyết định theo học khóa đào tạo ở Tứ Xuyên. Là đạo diễn từ năm 24 tuổi, tính đến nay Âu Dương Phấn Cường đã có hơn 30 bộ phim. Nhìn Âu Dương Phấn Cường có vai trò đạo diễn, mọi người đã không còn thấy hình bóng Bảo Ngọc ngày nào, thay vào đó hình tượng một người đàn ông nam tính chững chạc. Hối hận vì không tiễn biệt người tình, năm 2007 Lâm Đại Ngọc, Trần Hiểu Hút qua đời. Dàn diễn viên Hồng Lâu Mộng ngày ấy đều có mặt để tiễn biệt nữ diễn viên, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Âu Dương Phấn Cường.
Nhiều người buông lời trách Âu Dương Phấn Cường vô tình khi không tới đưa tiễn tình cũ, trong khi Bảo Thoa, Trương Lợi đã mất tích nhiều năm, cũng từ Canada lặn lội trở về sau đám tang Trần Hiệu Hút. Âu Dương Phấn Cường chia sẻ một bài viết với tiêu đề "Vì sao tôi không có mặt tại đám tang Trần Hiệu Hút?" Anh viết: "Hiệu Hút đã ra đi, tôi như chết lặng, không ngờ Hiệu Hút lại ra đi sớm như vậy. Tang lễ của Hiệu Hút tổ chức tại Thâm Quyến, vì bận công việc tôi không thể tới tiễn biệt cô ấy. Trong lòng tự trách, lẽ nào chúng tôi cũng giống như cặp đôi Bảo Đại, không thể gặp nhau lần cuối. Thời gian qua đi, chàng công tử và Bảo Ngọc xưa đã là một người đàn ông trung niên với gương mặt lộ dấu vết thời gian và cơ thể phát tướng." Cuộc sống gia đình viên mãn. Trong Hồng Lâu Mộng, bi kịch tình yêu giả Bảo Ngọc Lâm Đại Ngọc khiến cho nhiều người thương cảm. Nhưng trong cuộc sống, Âu Dương Phấn Cường lại có một cuộc sống gia đình đáng mơ ước. Vợ anh là Khang Lệ, MC Đài Tứ Xuyên. Hai người quen nhau từ khi Âu Dương Phấn Cường còn là một diễn viên vô danh. Khang Lệ là một cô gái xinh đẹp, có khí chất thông minh hoạt bát. Cô là vân sư tốt của chồng, luôn đóng góp nhiều ý tưởng cho công việc của anh. Trong cuộc sống gia đình, Khang Lệ là một người mẹ, người vợ đảm đang, biết cách chăm sóc chồng con. Nhiều người khen cô biết dạy chồng. Âu Dương Phấn Cường không hút thuốc, không đánh bài, rất ít nhậu nhẹt. Đổi lại, Âu Dương Phấn Cường rất mừng chiều vợ, biết vợ thích đi du lịch, khi không phải đóng phim, dành toàn bộ thời gian đi chơi cùng cô. Cặp vợ chồng này đang sống hạnh phúc cùng cô con gái duy nhất. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.